Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 17 tháng 9 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Nghệ sĩ Việt đổi nghệ danh gây sốc, Hương Tràm bị chê xến, bí ẩn nhất là Chibu. Hoài Lâm, Hương Tràm là hai cái tên được quan tâm nhất khi thay đổi nghệ danh để tiếp tục con đường nghệ thuật. Riêng Chibu chỉ mới trong vòng nghi vấn. Nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật thường có nghệ danh để định hình phong cách cũng như là tạo dấu ấn riêng. Trường hợp Hoài Lâm và Hương Tràm thì đều đã quen mặt với khán giả rồi, sau đó mới đổi nghệ danh như một bước chuyển mình trên con đường âm nhạc. Riêng nàng hot girl Hà Thành Chibu lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội như những ngày qua. Hoài Lâm có tên thật là Nguyễn Tấn Lộc, có tên là Hoài Lâm được nghệ sĩ Hoài Linh đặt sau khi tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen. Tuy nhiên, khi mối quan hệ của cả hai có dấu hiệu rạn nứt, nam ca sĩ đã đổi nghệ danh thành John Lully và trở thành một thành viên trong ban nhạc Dep Choi. Thời gian này thì anh cũng theo đuổi dòng nhạc rap thay vì bolero như trước. Tháng 7 vừa qua, nam ca sĩ lại tiếp tục đổi nghệ danh một lần nữa. Hoài Lâm chọn cái tên là Jun Tulo, từ viết tắt của Jun Hoài Lâm, tự lo, theo lời anh giải thích. Và thông qua nghệ danh mới, Hoài Lâm mong muốn khẳng định với khán giả anh sẽ trở lại và phát triển sự nghiệp theo đúng thực lực vốn có của mình. Hương Tràm gây bất ngờ với nghệ danh nửa nạc nửa mỡ. Và tuyên bố rời showbiz để sang Mỹ du học, Hương Tràm gây bất ngờ khi đổi tên trang fanpage thành Tràm Mai Farm. Nữ ca sĩ cho biết việc đổi tên giúp cho công việc học và giao tiếp ở nước ngoài thuận tiện hơn. Cái tên này được thầy cô bên Mỹ tư vấn và đặt cho Tràm với ý nghĩa sát nhất với tên thật. Thực sự thì Tràm không có ý nghĩa bỏ tên cũ mà chỉ đơn giản là đặt thêm tên tiếng Anh để tiện giao tiếp tại nước ngoài thôi. Mọi người đừng quá lo lắng, nếu trên đường gặp nhau gọi tên nào thì Tràm cũng quay lại hết. Yên tâm nhé, cô chia sẻ. Và tuy nhiên phần đông khán giả cho rằng họ thích cái tên Hương Tràm hơn, hẳn nghệ danh bị quốc tế hóa, có phần xến xấm. Dù vậy, người hâm mộ vẫn tôn trọng quyết định của nữ ca sĩ này và Chibu gây hoang mang với nghệ danh mới. Không như Hương Tràm và Hoài Lâm đã công khai nghệ danh mới, Chibu lại khiến cư dân mạng hoang mang không rõ liệu cô đã thực sự đổi nghệ danh mới sau 4 năm đi hát hay chưa. Cụ thể thì ca khúc Thiên Đường Cô Đơn vừa được nhạc sĩ Trẻ Kiên cho ra mắt vào ngày 13 tháng 9 kết hợp với một giọng ca nữ bí ẩn có tên là Loli được mạng xã hội quan tâm. Và điều đặc biệt là người phát hiện giọng hát của Loli rất là giống với giọng của Chibu. Trước đây, Kiên từng hợp tác với Chibu trong sản phẩm Cung Đàn Vỡ Đôi, càng khiến cư dân mạng bàn tán và bán nghi hơn. Và đó là thông tin ngày 17 tháng 9 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chung nhé. Tạm biệt.